Đời sống của chúng ta chỉ ngoảnh mặt nhìn lại, thời gian trôi qua quá nhanh. Vậy mà chuỗi ngày qua ta sống trong u mê, không tỉnh thức. Bởi nếu tỉnh thức, ta biết rõ được những việc ta là đúng hay sai. Người biết đúng sẽ tinh tấn phát triển, người biết sai sẽ nỗ lực để ngừng lại. Nhưng chúng ta thấy thật rõ bao nhiêu điều sai trái, ta cứ tiếp tục tiếp ứng chân sự. Còn những điều đúng hình như ta lại quên, không phát triển nữa. Chính vì vậy mà cuộc đời cứ lo âu, phiền não, sợ hãi, xen vào công chuyện của người khác, chẳng dừng lại nơi ta. Để nghiên cứu, để suy niệm, để nhìn cho rõ mà phát triển bản thân. Quan tâm đến người khác hầu hết là cái tật của chúng ta. Quan tâm đến bản thân hầu hết là sự bỏ quên. Các bạn, cuộc sống là như thế từ xưa cho tới nay, phát triển hay không phát triển, thì con người luôn luôn có nhiều điều hấp dẫn để chúng ta cứ bị kéo dài ở những cái nơi mà ta không ngờ rằng chúng ta thực sự không có. Biết bao nhiêu những con người trải qua một thời gian dài thăng trầm, lên voi xuống chó, trải nghiệm trong tư duy đã phải thốt lên những cái lời như họ cứ ngỡ rằng là chỉ chơi một chút thôi, một chút thôi, nhưng nào có ngờ đến hôm nay cũng quên được vậy. Thực ra chúng ta đâu có ngờ trong cuộc trần này đau khổ u mê, hình như cứ tưởng rằng là cảnh tiên để dạo chơi, thế mà cô đừng kiếp qua u mê đời này ta cứ lần mò mãi mà không ra. Ý thức được điều đó, Bảo Thành và các bạn thật tinh tấn, đây là điều đáng ca ngợi. Trong cuộc sống hiện thời ai cũng bận rộn, có khi nào bạn ngồi xuống nhìn sự bận rộn của mình để kiểm tra cái chất liệu sống không? Tối về khi đi làm tất bật, vội vàng nấu cơm cho con cái, vợ chồng dọn dẹp, thúc đẩy các con làm việc, ngủ vùi trong cái mệt ngày làm việc, sáng thức dậy vội vội vàng vàng cơm nước đủ thứ, lao đầu vào công việc đến mệt nhoài, lại một vòng tròn của ngày đã qua, tái hiện lại ngay lập tức của ngày mai. Một lúc nào đó đi về, ngồi ở trong nhà thương, nghĩ mà ngẩn, thấy đau lòng. Vì đã hao mòn sức khỏe, bỏ mặc chẳng quan tâm. Nay bị bệnh gì là thấy mình như con trâu sọ mũi vào công việc, kéo trượt mãi, thật là u mê. Và cũng có thể một lúc nào đó đau khổ tràn ngập, tinh thần cũng mãi ngồi trầm lặng như là vội hối hận cho những ngày tháng qua. Ta đã quá mê trong những điều vô thường và cứ bỏ biết bao nhiêu công sức để mua những cái vé khứ hồi trở về
những thuở quá khứ vàng son hay đau khổ để cười ra nước mắt. Dẫu vẫn biết quá khứ đã đi qua, nhưng hầu như chúng ta cứ thích chơi trò chơi bịt mắt bắt dê, mua vé trở về với quá khứ. Còn tương lai thì bắn hỏa tiễn tới tận cái phương trời nào đó, tìm kiếm những cái trong ảo tưởng mang về vẻ vời chứng tỏ. Người ta không hẳn chỉ có vẽ những cái chuyện tương lai cho bản thân, mà ta còn đắm chìm, người ta cũng đắm chìm trong những vọng tưởng của những cảnh giới cao siêu vẻ vời, kể về những cái huyền thoại trong tiên đạo mộng tưởng của kiếp người. Cho người khác thấy về những cuộc du ký hoặc là du hí thành công nơi cõi địa ngục, cõi trời, cõi phật. Cõi người này sống trước tỉnh thức thì cõi nào gọi là tỉnh thức để tác thức? Sống tỉnh thức là chủ đề để nhắc nhở chúng ta trong ngày hôm nay. Cả cuộc đời của Đức Phật, ngài tu luyện đến bậc đại giác đại ngộ nên trở thành bậc tỉnh giác. Ngài là bậc tỉnh giác, còn chúng ta đã đến sự tỉnh giác cần phải tu luyện để đạt đến từng phần của tỉnh thức trong cuộc sống mới có thể chứng đắc được sự tỉnh giác. 40 năm trời, 45 năm trời hay 47 năm trời, tùy theo cách tính, Đức Phật đã dùng toàn bộ thời gian của ngài dạy cho mọi người sống đời tỉnh thức. Cái lời lạc của một đời sống tỉnh thức chúng ta không thấy, cái hại của một đời sống không tỉnh thức chúng ta không rõ. Khổ tới, phiền tới chính là bởi vì sống u mê không tỉnh thức. Nếu mỗi người chúng ta chẳng cầu đạt được sự tỉnh giác của chư Phật thì ít nhất người Phật tử tại gia hoặc người không hẳn là theo đạo Phật đều mong cầu, chúng ta đều mong cầu một đời sống tỉnh thức. Đời sống tỉnh thức là một đời sống lợi lạc vô cùng, mang lại sự hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân, cho cộng đồng, cho xã. Người tỉnh thức biết tập trung để sống ngay trong hiện tại, biết tập trung để làm việc hoặc trực diện với mọi hiện tượng đang tương tác, để ứng hóa cái sự hiểu biết, kiến thức và trí tuệ, hành những sự việc đó, tương tác với những sự việc đó, sống trong từng khoảnh khắc, rõ biết đúng sai, để loại trừ cái không tốt, tăng trưởng cái tốt cho mình. Nhưng chúng ta hầu hết vì cái tư tưởng chấp ngã của chính mình, chấp vào kiến thức, chấp vào suy diễn, để rồi đời sống này không tỉnh thức, nhìn không như nhìn, thấy không như thấy, mà nhìn rồi suy diễn theo tâm tư nguyện vọng, theo vọng tưởng, theo vọng thức, để trở thành vọng ngữ điên đảo. Ta cứ soi vào những chuyện và nghĩ rằng họ như vậy chính là chỗ ta u mê. Người tỉnh thức hiểu rõ, thúc liệu thân tâm, chuộc nơi hơi thở, quán chiếu rõ ràng, thấy biết không phân biệt, chỉ trụ vào tâm thiện, mang lòng yêu thương, lan tỏa để sống.
Người sống đời tỉnh thức là người sẽ thành công. Mọi việc họ làm đều đạt được kết quả cả. Người sống đời tỉnh thức thì sự tỉnh thức của họ là một chất đề kháng dính kẹo, dính tốt, giữ gìn cho thân được khỏe, tâm được an. Những sự lo lắng phiền muộn không có cửa để lấn chiếm đời sống của họ. Họ sống hòa mình vào không gian như không khí, nhẹ nhàng trôi chảy như dòng nước. Tỉnh thức chưa hẳn là điều chúng ta nghĩ tới, vì mấy ai trong cuộc sống này nghĩ tới cái giá trị tột cùng của tỉnh thức. Trong mật thiền, chúng ta tu mật ngôn Masa của quyền để đạt được sự tỉnh thức và tích lũy sự tỉnh thức đó trong cuộc sống nơi từng khoảnh khắc, để rồi đạt được sự tỉnh giác toàn diện như Phật. Có khi nào chúng ta ngồi và suy nghĩ lắng đọng một chút để nhìn cái dòng tư tưởng mà ta đang trôi lăn vào khi nhìn thấy người khác đang nghĩ, đang nói, đang làm việc và đóng băng, đặt dấu, niêm yết người ta là người thế này hay thế kia không? Xin trả lời, không. Không phải một lần, nhiều lần chúng ta làm việc thế. Các bạn, tỉnh thức là một trạng thái chánh niệm. Chỉ có chánh niệm mới giúp chúng ta đạt được sự tỉnh thức. Là người trong trần thế, là người Phật tử, sự tỉnh thức rất quan trọng. Nó giúp cho chúng ta ngăn ngừa tạp nghiệp từ thân ngữ ý. Chánh niệm hơi thở giúp cho chúng ta tỉnh thức để tăng trưởng tâm tánh thiện lành, để tưới tẩm vào trong cái nhân Bồ Đề, cái nhân Phật tánh, cái nhân siêu màu vốn có nơi chúng ta, để nó vươn lên trổ hoa. Tỉnh thức trong chánh niệm giúp cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc bình an, giúp cho thân của chúng ta thanh tâm và ung thư nhẹ nhàng và an lạc, đẩy lùi đi hoặc sẽ tự chữa lành các chứng bệnh. Sự tỉnh thức rất quan trọng. Mỗi một hơi thở vào và ra trong mật thiền, ta đều phần bụng và họng bụng. Lấy cái đề một trong hơi thở, giữ tâm chánh niệm. Phần bụng biết rõ phần bụng, họng bụng biết rõ họng bụng. Cái tánh biết nơi hơi thở phần và họng, cái tánh biết nơi hơi thở tổng trị các mật ngôn. Từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, thiện lành quá là pháp thiền cao cả mà bậc thượng sĩ Quan Âm Bồ Tát đã hành và chứng đắc, để rồi ngài trở thành bậc Quán Tự Tại, thấu rõ kiếp nhân sinh và cứu khổ muôn loài không mệt mỏi. Chúng ta không thể tập một cách vu vơ, nhưng phải hiểu thấu được cái cố gắng của mình là trở về trong yêu thương, trở về trong ánh sáng của trí tuệ, trở về trong sự tỉnh giác, để sống tỉnh thức từng giây phút trong cuộc đời, trở về nơi cái tâm tánh thiện lành, quán chiếu, khơi dậy, ứng dụng vào đời sống. Từng hơi thở vào, chúng ta tập mỗi một ngày qua mật thiền, giúp tăng trưởng cái chánh niệm thật sâu sắc để đạt được
cái định lực mà nỗ lực vươn lên. Không phải một ngày một tháng mà có thể thành công được. Sự tỉnh thức là một phần nhỏ trong tâm tỉnh giác, nhưng để có được không thể chỉ suy nghĩ, không thể chỉ nghe hiểu, không thể chỉ thấy biết, mà phải bằng sự hành trì tu tập từng ngày từng ngày. Đã bao nhiêu năm qua, đã bao nhiêu kiếp mạng ta sống trong u mê, từng bước chân chẳng có sự an lạc, dẫm nát đời nhau qua những hành vi lời u mê ngàn tràn. Đã 4 năm chúng ta thực tập hành trì mật thiện, mỗi một năm ta đưa tâm quán chiếu. Này đã 4 câu mật ngọt đều có ý nghĩa rất hay để quán tâm. Quán tâm từ bi, quán tâm trí tuệ thấu rõ vô thường khổ vô ngã, quán tâm tỉnh giác để tỉnh thức từ hoàn cảnh, quán tâm thiện lành để mà hành thiện tích tức trở về với Phật tánh chân nhiên. 4 năm và mỗi một ngày chúng ta thực tập trong chánh niệm của hơi thở, trong sự hít vào phần bụng, thở ra họng bụng, tổng trì mật ngôn, thể nhập vào cái năng lượng vi diệu tha lực tôn cùng của chư Phật, và nương vào đó với cái sự tự lực của một ngày đồng tu, chúng ta thực sự đã thực chứng được sự tỉnh thức trong cuộc đời. Nhưng ít nhất chúng ta thấu rõ được nó khởi lên và xuyên suốt thời gian nó tồn tại trong tâm. Các bạn, khi chúng ta thấu rõ được điều này qua hơi thở, qua chánh niệm, qua sự quán chiếu, chính sự quán chiếu cái tâm từ bi, đại từ đại bi mà mọi người đều đã từng nghe. Đức đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà. Quán tâm từ bi tức là thể nhập vào với các chư vị Phật, chư vị Bồ Tát, đồng thể là một, chẳng mảy may phân biệt Phật nào cao, Phật nào thấp, Phật nào quan trọng, cõi nào đặc biệt. Trong Phật giáo, Đức Phật dạy cái tâm không phân biệt chính là tâm giác, tâm tịnh độ, tâm Phật là sự giải thoát tới từ đây. Dẫu biết thế mà cuộc đời này biết bao nhiêu con người cứ mang lời Phật dạy so sánh pháp môn, cách dạy, cách tập, để rồi từ đó tâm lầm chậm phân biệt, một mảy may phân biệt thật nhỏ đã đoạn vào địa ngục, một mảy may chấp trường đã đi lạc đường lạc hướng. Nếu không có sự tỉnh thức, pháp môn nào cũng chẳng thể thành tựu. Nếu không có sự tỉnh thức, Đức Phật nào chúng ta cũng chẳng thấy, Bồ Tát nào cũng chẳng thông. Pháp môn Phật và Bồ Tát ta cho là biết hiểu đó. Nếu còn u mê thì tất cả chỉ là ảo giác, mà ngày nay gọi là ảo tưởng sức mạnh. Sự tỉnh thức quyết định tất cả. Tỉnh thức chỉ có thể tới qua chánh niệm của hơi thở, quán chiếu thấu rõ
cái tâm từ bi, tỉnh giác, trí tuệ, thiện lành nơi các vị Phật, các vị Bồ Tát. Sự quán chiếu đó giúp cho chúng ta làm trọn vẹn những các pháp thiện lành mà mang thân người ta có cơ hội thực hành trong kiếp nhân sinh. Cuộc sống này bạn không thể bỏ công việc, bạn không thể bỏ vợ bỏ chồng, bạn không thể bỏ xã hội cộng đồng, bạn không thể bỏ cả cuộc đời bạn đã có. Mỗi một người sinh ra nhân duyên khác biệt và ở trong những cái nghiệp căn khác biệt. Sự tỉnh thức giúp cho chúng ta làm trọn vẹn và nâng tầm cuộc sống có ý nghĩa hơn, để hành thiện bỏ ác, tăng trưởng phước báo, giữ vững niềm tin bất thối trước mọi nghịch cảnh. Chúng ta có cái thói quen nhìn thấy điều gì thuyết phục về mình chưa hiểu thấu, chưa rõ thì vội vội vàng vàng dán mát, nâng tầm của mình dìm hàng người khác, suy nghĩ lung tung, loạn tâm loạn thần, vọng tưởng dâm trạng, vọng ngữ thì dồn dập như sóng thần cuộn tới, chưa kể đến sự vọng động chân tay nguy hại vô cùng. Người thực tập chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm tử bi, trí tuệ tỉnh giác thiện lành là người biết dừng đúng mức khi những tư tưởng khó dạy so sánh bởi cái tâm chấp ngã lầm chấp u mê của ta. Từ các pháp phương tiện của Phật, từ những suy nghĩ lời nói hành vi trong cuộc đời của con người, để họ chuyển hóa ngay tức thì, bởi vì họ tỉnh thức nên họ chuyển hóa được. Người tỉnh thức là người biết ác và thiện, biết đúng và sai, biết tốt và sáng, biết tốt và xấu, biết khen và chê, biết được và mất, biết thành và bại, tất cả đều vô thường. Từ đó mà họ thân dâm tự tại, sống an vui. Hơi thở chánh niệm cần phải ý thức nhận rõ, mang lại sự lợi lạc. Nếu những ai thực tập hơi thở chánh niệm, quán chiếu tâm từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, thiện lành là người đã trở thành ứng hóa thân của Bồ Tát, của Phật. Ứng hóa để hành thiện tích đức, ứng hóa để tỉnh thức trong từng khoảnh khắc. Dẫu bạn là người bình thường không phải Phật giả, dẫu bạn là người tại gia, có chức vị hay không có chức vị, hoặc dẫu bạn là người xuất gia, tóm lại chúng ta đều là người. Sự tỉnh thức trong cuộc sống là tối hậu, đã gọi là mê thì điều gì cũng có thể gọi là mê. Từ mê nó biến thành mua, vì đâu, vì chấp, chấp thủ. Chánh niệm hơi thở gội rửa mọi chấp thủ còn dính mắc như dòng chảy của dòng sông, mang phù sa bồi đắp vào chỗ cần thiết. Phù sa của chánh niệm hơi thở là từ bi, phù sa của chánh niệm hơi thở là trí tuệ, phù sa của chánh niệm hơi thở là tỉnh giác, phù sa của chánh niệm hơi thở là tâm tánh thiện lành. Sự tỉnh thức rất quan trọng. Người tỉnh thức là người suy nghĩ rõ ràng, thấu được nhân quả, biết lời mình nói ra từ sự thực chứng, chẳng phải nghe thuộc rồi quảng bá một cách mù mờ. Đức Phật dạy lời của Đức Phật là chân lý với Ngài giác ngộ. Nhưng nếu như chúng ta không tu đi đến sự thực chứng để có được sự thức tỉnh, hạnh phúc an lạc, mà đời sống vẫn còn u mê, còn
đau khổ, còn phiền não, mà khư khư mang pháp Phật nhồi nhét vào đầu của mình, của người, thì điều đó sẽ làm khổ bản thân và làm cho pháp của Phật trở thành những thứ trang trí vô tội vàng, không tăng tầm cái đẹp trong kiếp sống của chúng ta, những con người bận rộn bởi sự chấp trường u mê. Hãy sống một đời sống tỉnh thức, qua hành trì chánh niệm hơi thở, quán chiếu tâm tỉnh giác, qua mật ngôn ma sa của quý. Ai hữu duyên khi thực hành nhất định sẽ có một đời sống tỉnh thức an nhiên.